Năm 2024, tác động của hiện tượng El Nino nắng nóng kéo dài đã ảnh hưởng đến sản xuất và sinh hoạt của người dân, đặc biệt tại các quyền dùng hạ của tỉnh. Trước tình hình đó, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn có nhân bản trình Quỹ ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện các giải pháp khắc phục tình trạng thiếu nước sinh hoạt mùa khô trong thời gian tới. Theo đó, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với các địa phương, Sở Tài nguyên và Môi trường nghiên cứu mở tạm thời các miệng giếng khoan đã lấp kính để tăng cường bổ sung nguồn nước sinh hoạt cấp cho người dân huyện Cần Giuộc. Sở kế hoạch và đầu tư tạo điều kiện thuận lợi cho các chủ đầu tư tham mưu cấp có thẩm quyền phê duyệt các chủ trương đầu tư nâng cấp mở rộng nhà máy tạo nguồn nước cho dùng thiếu nước sạch xâm nhập mặn bên cạnh đó quỹ ban nhân dân các huyện cơn nước và cơn dù chủ động ra soát xác định nhu cầu sử dụng nước sinh hoạt hàng năm và dài, dài hạn trong dùng phục vụ theo từng đơn vị cấp nước đồng thời xác định lộ trình đầu tư các công trình cấp nước cụ thể có tính đến thời gian cao điểm chịu ảnh hưởng hạn mặn thiếu nước các cơ sở cấp nước sạch sinh hoạt cần nâng cấp các thiết bị tuyến ống hoạt động theo công suất cho phép để đáp ứng đủ nhu cầu sử dụng nước của người dân đặc biệt trong mùa hạn mặn